Xin chào bạn, tại thị trường Việt Nam thì Hyundai Kano, Hyundai Kona là một mẫu xe bán khá tốt của Hyundai thành công tại thị trường Việt Nam. Đó. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta hãy xem em trai của Hyundai Kona như thế nào nhé. Hyundai Venue. Chiếc xe này được giới thiệu tại thị trường Mỹ vào triển lãm New York năm ngoái rồi. Về mặt thiết kế thì thực ra nói thật là mình thấy nó đẹp hơn, nó cá tính hơn, nó khỏe khoắn hơn chiếc Hyundai Kona tại thị trường Việt Nam. Trong nhiều năm qua thì cái ngôn ngữ thiết kế của Hyundai, đặc biệt là phần đầu xe, nó đã trở nên quá quen thuộc với cái lưới tản nhiệt kiểu như thế này rồi. Và đây có thể nói là một chiếc xe giá bình dân của Hyundai, một chiếc xe nhỏ giá bình dân, tiết kiệm nhiên liệu. Và cái thiết kế đèn thì lại tương tự kiểu như Hyundai Santa Fe. Hệ thống đèn pha, đèn cốt được đưa xuống dưới với giải daylight này. Đèn sinh an lại đưa lên trên. Để mình xem bóng nào. Đèn cốt là đèn LED, đèn pha là bóng HID bình thường đấy chứ. Phần đầu xe thì phải nói là đẹp, khỏe, ấn tượng. Nó có cái kiểu gì đấy vuông vuốc, kiểu như xe của Anh Quốc á. Cái trục cơ sở của mẫu xe này ấy, là nó rơi vào 2m rưỡi. Đây ạ. Chút nữa tôi sẽ ngồi thử xem cái không gian xe nó như thế nào. Rồi, thiết kế của mâm xe đây các bạn có thể thấy đây. Úi trời chết. Mâm 17. Những thiết kế này thì đã trở nên quá quen thuộc trên các cái dòng xe Hyundai ngày nay rồi. Rất đơn giản, những chiếc xe sinh sau đẻ muộn sẽ được thừa hưởng tất cả những cái phong cách, cái ngôn ngữ, cái kiểu thiết kế của các bậc đàn anh đi trước. Chiếc gương ở đây được làm hai màu, sơn hai màu, ở trên là màu trắng, ở dưới là nhựa đen. Nó rất hài hòa với phần trần xe, được sơn màu trắng, trục A sơn màu đen bóng. Nói ngay là các bạn sẽ hình dung ra đấy là phong cách thiết kế của các dòng xe nào. Chính là các cái dòng xe Anh Quốc từ Mini Cooper đến Range Rover. Những chiếc ô cửa kính thì khá là vuông vước, và đặc biệt cái phần này này. Tôi thì tôi nhìn ra ngay là như kiểu như Range Rover luôn. Phong cách thiết kế của Range Rover, thậm chí là của một chút gì đó của Mini Countryman. Khá là vuông. Đấy là về phong cách thiết kế. Tuy nhiên, về mặt sử dụng thì nó sẽ tạo ra được cái không gian tốt hơn khi mà chúng ta ngồi, đặc biệt là cái khoảng trống đầu. Chút nữa tôi sẽ ngồi thử. Ở đây thì có cửa này, smart key có. Bởi vì định vị là một chiếc xe giá rẻ, giá bình dân, cho nên những cái ô cửa như thế này cũng sẽ không được có cái nẹp chrome. Hệ thống treo phía trước là treo MacPherson, hệ thống treo sau chỉ là thanh xoắn thôi, chứ chưa phải liên kết đa điểm. Nó sẽ khác nhau đấy, nó sẽ khác nhau khi các bạn chạy. Bản này là bản dùng động cơ 1.6 bản S. Đuôi cũng đẹp mà đèn hậu cũng đẹp. Thực ra các cái công nghệ về thiết kế đèn xe thì mình rất nể người Hàn Quốc. Phải nói rất là đẹp, cái cách người ta thiết kế cũng khéo léo lắm. Đây các bạn nhìn cái họa tiết này như kiểu 3D lấp la lấp lánh như kim cương ấy. Nó đẹp như chính các cô gái đang đứng ở đây. Smart key có cả bên cửa phụ. Những chiếc xe kiểu như Hyundai Venue như thế này sẽ hướng tới khách hàng là trẻ. Chính vì vậy bạn có rất nhiều các lựa chọn màu cá tính, có tới 8 màu lựa chọn. Wow. Bây giờ cái ngành công nghiệp thiết kế xe hơi khác thật. Một chiếc xe trục cơ sở chỉ là 2520mm, tức là 2m rưỡi thôi, mà ngồi vào quá ok đấy. Ghế thì tất cả ghế là chỉnh cơ nhá, chỉnh bằng cơm hết ạ. Đây rồi. Nhưng các bạn hãy nhìn cái không gian ngồi. Đây các bạn nhìn giúp ạ. Đây là lý do tại sao cái trần nó phải vuông. Tuy nhiên cái trần vuông này nó sẽ bị giới hạn một điều, là nó sẽ bị về cái vấn đề, gặp vấn đề là cản gió lớn, tức là vấn khí động học.
ghế ngồi vô lăng thì quá quen thuộc ở trên các cái dòng xe của Hyundai rồi, như Hyundai Accent, Tucson, Elantra, đầy đủ nhá, có cruise control, có đàm thoại rảnh tay, những chức năng này quá quá cơ bản rồi. Màn hình này thì màn hình 8 inch, có bật được không? Không bật được. Nếu mà bật được thì mình sẽ thử thêm cả cái về độ nét rồi cái độ nhạy. Thì đây là một mẫu xe mà giá bình dân, thế cho nên kể cả từ nhựa này, từ màn hình này, đến các cái núm xoay như thế này này, thì nó cũng toàn nhựa là nhựa, và được thiết kế cũng ở cái mức gọi là tỉa tót, nó cũng ở mức bình dân, đúng theo kiểu như vậy. Điều hòa một vùng độc lập, có tự động. Màn hình thông tin về hệ thống điều hòa ở đây. Cổng USB, cổng sạc, không có sạc không dây, cần số. Kiểu như đúng là Hyundai Kona. Nhậm Hyundai Kona. Động cơ là động cơ 1.6. Công suất thì loanh quanh 118-119 mã thôi. Hộp số, cho hộp số CVT à? Chắc vậy. Hệ thống Drive Mode. Trên những chiếc xe nhỏ như thế này nhưng mà vẫn có các cái chức năng lái khác nhau. Và cái núm xoay này thì giống hệt chiếc cái núm xoay ở trên chiếc Kia Seltos, Kia bán tốt đấy ạ, mà tôi đã xoay rồi. Hyundai với cả Kia mà là anh em cùng một nhà thôi. Đấy, phanh tay. Đấy, các bạn sẽ thấy nhá, những chiếc xe mà hướng tới cái mức giá bình dân thì kiểu như ốp da trên tay vô lăng này, xin lỗi cái phanh tay này, thì nó cũng sẽ không có đâu, cắt hết. Và cam lùi chiếc xe này hình như cũng không có, chỉ có cảm biến thôi. Nhưng có một cái điểm mà tôi thấy cái phần da ghế và phần nỉ này với cái kiểu may và thiết kế là đẹp. Không hề nghĩ đây là một thiết kế rẻ tiền. Và những chiếc xe hướng tới sự bình dân, ngay cả những cái khu vực ở những cái hộc để kính cũng không có. Xe này thì trang bị 6 túi khí nhá các bạn. Đây các bạn có thể nhìn này, bên các cái tấm ốp bên cửa, táp bi cửa, tất cả đều là nhựa ở cái mức bình dân. Và thậm chí phần loa cũng vậy, nó cũng rất bình dân. Kể cả những cái phần điều khiển, kính, gập kính tự động, có lên xuống kính vân vân, đều là nhựa. Nhìn phát biết ngay. Đây ạ. Thực ra để nói mà rộng là không phải rộng, nhưng mà cũng vừa đủ với một cái chiều dài cơ sở như vậy. Cái độ ngả ghế tốt nhất là như thế này, có tựa đầu. Mình nghĩ là cái này cũng chỉ đi phố thôi, chứ đi đường dài thì cũng sẽ bị mỏi. Bởi vì một là cái không gian, cái thứ hai là độ ngả nó cũng như vậy là tốt. Nhưng mà ngồi trong một cái thời gian dài thì nó sẽ khó chịu. Chắc chắn rồi, những chiếc xe này sẽ hướng tới cho những cái cuộc sống đô thị. Đấy, cho nên là cái việc thiết kế của các cái hãng xe người ta cũng rất là rõ ràng. Bạn muốn đi xa thì bạn nên mua những chiếc xe to như Santa Fe chẳng hạn, thậm chí Palisade. Đấy, nhưng bạn muốn một chiếc xe nhỏ, lại cá tính, tiết kiệm nhiên liệu, thì đương nhiên là những chiếc xe như thế này rất là hợp lý, đúng không ạ? Khoảng trống đầu. Ghế gập 40-60, không có bệ tì tay ở giữa. Ba tựa đầu. Và không có cửa gió hàng ghế điều hòa sau. Ở phần này không có gì cả, không cổng sạc, không đầu mở cỡ, không điều hòa. Ôi, bây giờ mình sẽ mở cái cốp cho các bạn xem nữa nhé. Không có cam lùi. À đây, xin lỗi, có cam lùi ạ. À nhưng mà cái cốp này thì lại rộng. Cốp như thế này là được. So với kích thước tổng thể của một chiếc xe bánh dự phòng ở đây ạ.
Xe này dùng động cơ 1.6, khá phù hợp. Đấy, một chiếc xe, tôi không biết về Việt Nam như thế nào, nhưng mà với một chiếc xe nhỏ như thế này tại thị trường Singapore thì cửa, răng cửa, độ hoàn thiện của các chi tiết rất đẹp luôn. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe này 5,8 lít trên 100 km, ở Singapore công bố thì mình nghĩ là sẽ rất sát với thực tế. Và khí thải CO2 là 134. Đấy, này là đánh dấu điểm B nhá, chưa phải là A đâu. Ở những nước phát triển kiểu như Singapore và những nước phát triển trên thế giới thì bây giờ cái khí thải nó rất là quan trọng. Đó, những cái thông tin rất nhanh, và mình cũng rất mong chiếc xe này về Việt Nam với một cái mức giá nó loanh quanh khoảng 5 đến 600 triệu. Có được không ạ? Mình đấy là mình mong, còn các bạn là mong mức giá bao nhiêu? Thì các bạn có thể để lại giúp mình comment ngay bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.